Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang triển khai chương trình Triệu túi an sinh cho đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Gò Quao, đồng thời tuyên truyền đến bà con những hướng dẫn quy định, kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư. Đây là lần thứ ba Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang triển khai chương trình Triệu túi an sinh, trong đó tập trung trao tặng giúp đỡ cho bà con là dân tộc Khmer tại huyện Gò Quao có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Và những người dân từ thành phố Hồ Chí Minh vừa về quê đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Gò Quao cũng là một trong những cái địa phương mà có số người dân về trở về quê rất là đông. Thì về quê thì những trường hợp thực hiện cách ly tập trung tại nhà sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Từ những cái yếu tố trên thì Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng nhanh chóng tổ chức lần 3 cái chương trình Triệu túi an sinh để gửi đến đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chương trình đã trao tặng 50 suất cho bà con xã Thới Quảng, xã Thủy Liễu và xã Định Hòa, mỗi xã 75 suất. Mỗi túi an sinh bao gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì, nhu yếu phẩm và 1 túi thuốc uống thông dụng trong gia đình. Mỗi suất trị giá 400.000 đồng. Với tổng kinh phí của chương trình 80 triệu đồng, từ nguồn vận động các tổ chức, mạnh thường quân và đoàn viên thanh niên đóng góp. Đang giờ là lễ Sen Donta, dịch bệnh không có tổ chức, nhà tôi cũng khó khăn lắm vì dịch bệnh. Nay được nhận gói quà này, tôi mừng lắm. Ở đây chúng tôi luôn thực hiện theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, không dám rời khỏi nhà và gia đình ra thực hiện cách ly y tế. Nhà nước cũng có hỗ trợ gạo và một số nhu yếu phẩm cho gia đình, nên chúng tôi cũng yên tâm hơn. Trong các chương trình trao tặng quà, đoàn viên thanh niên lồng ghép với công tác tuyên truyền, vận động người dân về cách ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời phát tờ rơi cẩm nang khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy cho bà con tại khu dân cư. Trong cái hoạt động này thì kết hợp thì Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng phát những cái tờ rơi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy để người dân nâng cao cái trách nhiệm, vai trò trách nhiệm của mình trong cái việc an toàn phòng cháy chữa cháy và góp phần bảo vệ cái cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn nữa cái công tác phòng cháy chữa cháy tại địa phương. Qua 3 lần triển khai chương trình Triệu túi an sinh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng gần 600 túi an sinh cho bà con khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, với tổng trị giá trên 250 triệu đồng, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.